Xin chào bạn quay trở lại với kênh YouTube của shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình. Hôm nay shop mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt kem mít Uzi thật giả của hai loại tem đang được phân phối mạnh nhất và được nhiều chị em tin tưởng nhất trên thị trường hiện nay. Bên tay trái của mình là hai bộ kem Mezuji hàng thật, một bộ là tem BB và một bộ là tem HP. Thật ra kem chính hãng từ Nhật nhập về Việt Nam thì không có dán tem, nhưng để đảm bảo chất lượng thì hai nhà phân phối tem BB và HP là mạnh và được nhiều chị em tin mua nhất. Bên tay phải của mình là hai bộ kem tem BB và HP hàng giả. Nhìn bên ngoài thì bây giờ khó mà so sánh được kem nào là hàng thật và kem nào là hàng giả, vì chúng rất giống nhau. Đã có rất nhiều người mua phải kem giả, lúc mới xài thì cũng đẹp nhanh lắm, nhưng sau một thời gian thì da trở nên xấu hơn, thậm chí có nhiều người mãi sau vài tháng mới phát hiện da da xấu, da bị nám nặng hơn và mụn nổi nhiều mà không hiểu nguyên nhân là do gì luôn. Thì ngay bây giờ shop mình sẽ chỉ chi tiết cách phân biệt hàng thật và giả, để bạn có thể biết cách phân biệt mà mua cho đúng hàng thật, dù sao thì an toàn cho da vẫn tốt hơn là xài hàng giả để rồi da xấu hơn. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link của hai video phân biệt hàng thật giả mẫu cũ trước đây, bạn có thể xem lại bên dưới nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói trước về kem Mejiuji chính hãng với hàng thật được nhập về từ Nhật Bản thì nó không có tem, nên bạn mua loại tem nào cũng được, loại không có tem cũng được, miễn sao bạn mua đúng hàng thật là được. Đây là hai loại tem chính hãng được bán mạnh nhất trên thị trường, hai loại tem này được nhiều chị em tin tưởng nhiều hơn nên hàng giả nháy theo nhiều. Bên trái là tem HP, bên phải là tem BB, cả hai đều là kem chính hãng của Nhật. Hai loại tem này được nhiều người tin mua, vì đây là hai công ty nhập khẩu khá uy tín. Bạn để ý cả hai loại kem thật này, kiểu chữ, màu sắc, đáy hộp kem đều giống nhau, vì chúng hàng thật vả mà. Bạn để ý để tí nữa chúng ta sẽ so sánh với hàng giả nó khác nhau như thế nào. Ở hộp kem ban ngày cũng vậy, chúng đều giống y chang nhau, tem khác nhau chỉ là do hai nhà phân phối khác nhau dán lên thôi. Bên tay trái của mình là kem Meiji tem BB hàng thật, còn bên tay phải là kem Meiji tem BB hàng giả bạn có thể nhìn thấy, tem trên nắp của hàng giả họ làm giống như tem của hàng thật. Tem dán bên cạnh này cũng khá giống nhau, nên nếu mua kem, mà chỉ kiểm tra tem thì không còn phân biệt được hàng thật hay giả nữa, bạn có thể để ý, mỗi lần kem thật đổi tem thì kem giả cũng đổi tem theo. Sự khác nhau đầu tiên chính là chỗ chữ Mezuji này. Bên hàng thật chữ Mezuji to và đậm hơn, chữ bên hàng giả thì mỏng hơn. Sự khác nhau tiếp theo là dưới đáy hộp kem, bạn sẽ thấy bên hàng thật có một khoảng trắng rất lớn, còn hàng giả bên phải thì không có, cái nhãn dưới đáy hộp kem cũng có sự khác nhau giữa kiểu chữ, nhãn của hàng giả thì cũng hơi nhem nhúc hơn. Ở hộp kem ban đêm tem cũng giống nhau giữa hàng thật và hàng giả. Trên nắp hộp kem cũng đều là chữ M. Sự khác nhau cũng nằm ở chỗ chữ Mezuji, của hàng thật chữ đậm nét hơn, còn hàng giả bên phải nét chữ mỏng hơn. Ở mặt bên này bạn cũng sẽ thấy kiểu chữ nó khác nhau, và đặc biệt sự sự khác nhau rõ ràng dưới đáy hộp kem. Bên trái hàng thật có một khoảng trắng dưới đáy rất lớn, trong khi bên phải khoảng trắng dưới đáy hộp kem lại rất nhỏ. Bên dưới đáy hộp bạn cũng sẽ thấy được sự khác nhau giữa kiểu chữ, nét chữ. Và lớp giấy bạc bên trong bây giờ nó cũng có màu trắng giống như hàng thật, trước đây lớp giấy bạc này khác nhau, bây giờ nó cũng giống như nhau luôn rồi. Đây là chất kem ban ngày, của hàng thật có màu vàng nhạt hơn, mùi cũng thơm dịu nhẹ, còn màu của hàng giả vàng đậm hơn, mùi thơm hơn bề mặt kem giả bên phải nó nổi cục lởm chởm có vẻ không được mịn như kem thật còn ở kem đêm màu vàng nó khác nhau một chút nhưng sự khác biệt lớn khi nhìn vào chất kem là kem thật nó sánh mịn và đều màu hơn kem giả có chất kem thô hơn không được mịn như kem thật như vậy là mình vừa so sánh kem mezuji hàng thật và giả của loại tem bb đang được nhiều người mua nhất hiện nay do video này khá dài rồi nên mình sẽ để link so sánh kem giả mezuji tem hp bên dưới video này bạn bấm vào link bên dưới để xem nhé